Thành phố Hồ Chí Minh kiểm soát được dịch Covid-19, quận Gò Vấp tính việc dỡ rào chắn, dây răng trước hẻm. Khiển trách cán bộ thanh tra Đồng Nai vi phạm phòng chống dịch, cố thủ trong ô tô. Hàng trăm người vật vã trên đường về quê vì nơi thả nơi cấm. Một ngày hai trận động đất ở một huyện thuộc tỉnh Kon Tum. Quý vị đang theo dõi bản tin cập nhật ngày 27 tháng 9 của DKN TV. Sau đây là các nội dung chi tiết. Thành phố Hồ Chí Minh kiểm soát được dịch Covid-19, quận Gò Vấp tính việc dỡ rào chắn, dây răng trước hẻm. Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo với Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố về kết quả rà soát các tiêu chí kiểm soát dịch theo quyết định 3979 của Bộ Y tế. Ghi nhận trong 3 tuần lễ liên tục từ ngày 2 tháng 9 đến ngày 22 tháng 9, số ca mắc mới trong cộng đồng ở quận này giảm liên tục từ 2.222 ca xuống còn 1.592 ca. Tỷ lệ ca mắc tại cộng đồng trong tuần qua từ 16 tháng 9 đến 22 tháng 9 giảm 50% so với tuần cao nhất trong đợt dịch là 3.190 ca. Như vậy, tiêu chí về số ca mắc mới tại cộng đồng có xu hướng giảm liên tục so với 2 tuần liền kề trước đó và giảm ít nhất 50% so với tuần cao nhất trong đợt dịch đã đạt. Đạt 6 trên 6 tiêu chí của Bộ Y tế. Tiêu chí tỷ lệ lấy mẫu xét nghiệm dương tính trong số những người lấy mẫu xét nghiệm tại cộng đồng có xu hướng giảm liên tục trong vòng 14 ngày. Giảm từ 0,6% vào ngày 9 tháng 9 xuống còn 0,28% vào ngày 22 tháng 9. Trong tuần từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 22 tháng 9, trên địa bàn quận đã ghi nhận 1.592 ca mới trong cộng đồng, nhưng không ghi nhận chuỗi chùm ca lây nhiễm mới xuất hiện trong 7 ngày. Đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quận cơ bản đã được kiểm soát. Số ca F0 mới trong thời gian gần đây có xu hướng giảm dần. Số ca nhiễm đã có kết quả xét nghiệm PCR so với dân số chiếm tỷ lệ 1,33%. F0 tại nhà được chăm sóc chu đáo, tỷ lệ bệnh nhân khỏi bệnh đạt 87,1%, tỷ lệ tiêm vaccine mũi 1 cho người dân đạt 96%, mũi 2 đạt 28%. Mới đây, đoàn kiểm tra công tác kiểm soát dịch bệnh số 5 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Thành phố Hồ Chí Minh đã đánh giá công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận Gò Vấp đạt 6 trên 6 tiêu chí theo quyết định số 3979 của Bộ Y tế. Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quận này đã được kiểm soát. Ông Dương Chí Dũng, Chủ tịch quận Gò Vấp cho biết, trước mắt sẽ tháo gỡ rào chắn trên các tuyến đường nội bộ trong khu dân cư, hàng rào, dây răng trước các hẻm, ngõ. Riêng các chốt kiểm soát, quận có thể vẫn duy trì các chốt trên các tuyến đường chính phục vụ công tác kiểm tra. Bởi sau ngày 30 tháng 9, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cho phép nhiều trường hợp tham gia hoạt động kinh tế xã hội, nhưng vẫn còn một số trường hợp chưa được tham gia. Do đó, việc giữ lại một số chốt chính là cần thiết để phục vụ công tác kiểm soát. Về hoạt động của doanh nghiệp, ông Dũng cho biết sẽ ưu tiên các lĩnh vực doanh nghiệp chiến lược của địa phương và thành phố. Những ngành nghề thiết yếu mà tập trung vào sản xuất, thương mại, dịch vụ và tạo điều kiện để mọi doanh nghiệp sớm hoạt động trở lại. Khiển trách cán bộ thanh tra Đồng Nai vi phạm phòng dịch, cố thủ trong ô tô. Chiều ngày 26 tháng 9, Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai cho biết đã nhận được báo cáo xử lý kỷ luật đối với ông Lê Văn Chính, cán bộ thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai. Theo đó, Hội đồng kỷ luật Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai đã thống nhất bỏ phiếu thông qua hình thức kỷ luật khiển trách đối với ông Lê Văn Chính vì liên quan đến vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Chính phủ. Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cũng đang xem xét xử lý kỷ luật về mặt đảng đối với ông Lê Văn Chính. Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 7 tháng 9, Tổ kiểm tra cơ động phòng chống dịch COVID-19 Công an tỉnh Đồng Nai đã kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 60A-02763 do ông Chính điều khiển đang lưu thông trên đường Nguyễn Ái Quốc, thành phố Biên Hòa. Tuy nhiên, ông Chính khóa cửa, cố thủ bên trong. Khi tổ công tác điều xe chuyên dụng tới cẩu xe ô tô về trụ sở làm việc, ông Chính mới chịu mở cửa, xuống xe xuất trình giấy tờ. Qua kiểm tra, ông Chính xuất trình một giấy tờ đi đường nhưng không hợp lệ. Do đó, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính với lỗi ra đường không có lý do chính đáng. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, thời điểm bị lực lượng công an phát hiện vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19, ông Chính làm việc trực tuyến tại nhà và cũng không có lịch công tác đột xuất. Hàng trăm người vật vã trên đường về quê vì nơi thả nơi cấm. Từ ngày 20 tháng 9, nhiều tỉnh miền Tây đã áp dụng chỉ thị 15 và cấp giấy đi đường cho công dân mong muốn được trở về quê sau nhiều tháng vật vờ vì thiếu thốn đủ thứ trong các căn nhà trọ. Công dân về quê tham gia cách ly tập trung 14 ngày và kết quả xét nghiệm real-time PCR âm tính là được về nhà gặp lại người thân. Tuy nhiên, thực tế không hẳn đơn giản như vậy. Điển hình như câu chuyện đang diễn ra 4 ngày qua trên quốc lộ 60 tại khu vực cầu Cổ Chiên, giáp ranh giữa Bến Tre và Trà Vinh. Khu vực này hiện là nơi tập trung bất đắc dĩ của hàng trăm người dân quê Trà Vinh.
Họ bị chốt kiểm soát dịch COVID-19 tỉnh Trà Vinh kiên quyết chặn lại sau khi đã di chuyển bằng xe máy từ Long An, Tiền Giang với các lỉnh kỉnh đồ đạc để trở về quê. Ở hướng ngược lại, ngày 16 tháng 9, cơ quan chức năng tỉnh Trà Vinh bắt đầu cấp giấy đi đường cho người lao động được trở về quê. Song gần 10 ngày qua, hàng chục người đi từ Trà Vinh về quê cũng lại bị lâm vào cảnh vật vờ trên quốc lộ 1, đoạn giáp với tỉnh Long An vì chốt kiểm soát COVID Long An không cho quá cảnh. Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch tỉnh Tiền Giang đã phải lên tiếng đề nghị phía Long An đồng bộ trong cách sử dụng quốc lộ 1A, tuyến đường huyết mạch của quốc gia. Ngay sau đó, phía Long An đã phát đi công văn đến các tỉnh trong khu vực và thành phố Hồ Chí Minh để yêu cầu có chung quan điểm về cách sử dụng tuyến quốc lộ 1A. Song đến nay, Long An vẫn chưa nhận được phản hồi. Không chỉ Trà Vinh, Long An, Tiền Giang mà các tỉnh thành khác cũng chưa có sự nhất quán về đi lại, trong khi nhiều tỉnh thành đang cố gắng trở lại cuộc sống bình thường mới. Gần như mọi hoạt động của xã hội đều gắn liền với việc di chuyển, thế nên sẽ khó có cuộc sống bình thường mới nếu không có sự thông suốt về đi lại. Một ngày hai trận động đất ở một huyện thuộc tỉnh Kon Tum. Trong ngày 26 tháng 9, ở địa bàn huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum đã xảy ra hai trận động đất có độ lớn 3 độ và 3,6 độ Richter. Đáng chú ý, trong thời gian gần đây, tại địa phương này liên tiếp ghi nhận các ca động đất nguy cơ sạt lở núi. Theo thông tin từ Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vào lúc 18h35 ngày 26 tháng 9, tại khu vực Kon Plong, tỉnh Kon Tum, đã xảy ra một trận động đất mạnh 3,6 độ Richter, với độ sâu chấn tiêu khoảng 8,8 km, cấp độ rủi ro cấp 0. Đây là trận động đất thứ hai xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong trong ngày 26 tháng 9. Trước đó, vào lúc 12h47 phút, một trận động đất có độ lớn 3 độ Richter đã xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, có độ sâu chấn tiêu khoảng 15 km, cấp độ rủi ro thiên tai được đánh giá là cấp 0. Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu cũng cho biết đơn vị vẫn đang tiếp tục theo dõi. Thời gian gần đây, ở huyện Kon Plong liên tục ghi nhận thông tin xảy ra các trận động đất. Vào lúc 10 giờ 24 phút ngày 8 tháng 6, một trận động đất có độ lớn 2,5 độ Richter đã xảy ra với độ sâu chấn tiêu khoảng 8,6 km, rủi ro thiên tai cấp 0 tại địa bàn huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Tiếp đến, vào ngày 24 tháng 9, Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu cũng ghi nhận thêm một trận động đất có độ lớn 2,8 độ Richter với độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km, không gây rủi ro thiên tai, nhưng về lâu dài có nguy cơ gây sạt lở núi. Theo Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các trận động đất tương tự xảy ra từ lâu, chủ yếu khu vực miền núi trên trục Đông Tây kéo dài từ Quảng Ngãi, Quảng Nam đến Kon Tum. Tuy vậy, do cường độ thấp hơn, người dân ít để ý cho đến khi thủy điện Sông Chanh 2 được xây dựng ở huyện Bắc Trà My vào năm 2006, tích nước vào năm 2012 thì cường độ động đất mới lớn dần lên. Các nhà khoa học kết luận là động đất kích thích do quá trình tích nước của thủy điện gây ra. Đặc biệt, khi thủy điện Sông Chanh 2 bị sự cố nứt thân đập do rỉ nước thì người dân lo lắng, chính quyền cũng nhiều lần diễn tập sơ tán trong tình huống giả định vỡ đập thủy điện này. Thưa quý vị, mục tin tức của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã đồng hành và ủng hộ cho chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.